coi nhá, ở một cái giới thiệu ấy thì phải vào phần bài viết này, thêm một cái bài viết này, tiêu đề là để giới thiệu luôn thì nó mới ăn vào bài viết, bài giới thiệu đấy. Nội dung 1, nội dung 2, hình ảnh không được để trống rồi. Nội dung 1, nội dung 2 đấy, giới thiệu phải để ý nguyên cái tiêu đề như này thì nó phải ăn được bài vào bài giới thiệu nhá. Có đâu là những cái bài viết khác thì để như bình thường thôi nhá, bởi vì cái này nó sẽ có đặc thù riêng đây. Đấy thì bài giới thiệu thì tạo một cái bài viết đây, anh nó làm một lần nữa này. Đây bài giới thiệu nhá, để tên cái tiêu đề là giới thiệu nhá, bởi vì sao, bởi vì ở cái view giới thiệu này, ở cái view giới thiệu này sẽ tìm bài viết có slug là giới thiệu đây, chứ không phải là chọn vào cái menu, để menu nào nó cũng sẽ ra, để sâu một cái menu nào nó cũng sẽ ra cái phần giới thiệu, nhưng mà ở đây quan trọng là đây sâu cái slug là giới thiệu này mà đấy, thì nó sẽ tìm được đúng cái bài giới thiệu để nó hiển thị ra view này đấy, thì kích vào thì nó sẽ ra nội dung ở đây.